Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Ngân xin quý vị và anh chị em lắng đọng tâm hồn cùng suy niệm lời Chúa với Linh Mục Anthony Nguyễn Ngọc Dũng. Kính chào quý ông bà và anh chị em, hôm nay thứ Sáu, tuần thứ Ba mùa Thường Niên. Giờ đây, xin mời quý ông bà và anh chị em lắng đọng tâm hồn để lắng nghe lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dù ngôn sau: truyền nước Thiên Chúa thì cũng tựa như truyền một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất từ đồng sinh hoa kết quả, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng chịu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy ví dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loài nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn, nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Con thiết nghĩ ông bà và anh chị em đã nghe cái đoạn tin mừng này rất là nhiều lần khi nói về cái mầu nhiệm của nước Thiên Chúa và những dụ ngôn của nước Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe hai dụ ngôn về nước Thiên Chúa và hai dụ ngôn này đều liên quan đến cái vấn đề là nông nghiệp, rải hạt giống và vấn đề thứ hai nữa là hạt cải, nó mọc lên như thế nào. Tuy nhiên nếu chúng ta lưu ý thì chúng ta thấy rằng hai dụ ngôn này đều nói về nước Thiên Chúa một điều, đó là nước Thiên Chúa luôn luôn phát triển. Dù con người của mình có muốn hay không muốn thì nước Thiên Chúa vẫn phát triển. Trong dụ ngôn đầu tiên chúng ta thấy rằng nước Thiên Chúa sẽ như là cái truyền một người vải hạt giống xuống. Tuy nhiên trước đó con xin trình bày cho ông bà và anh chị em biết ý nghĩa của cái nước Thiên Chúa là gì. Thông thường chúng ta hiểu nước Thiên Chúa là gì? Thì theo các giáo phụ và nhất là trong thần học ngày hôm nay, nước Thiên Chúa gồm có ba nghĩa. Chúng ta có thể hiểu nước Thiên Chúa theo ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là hiểu theo nghĩa Kitô học. Nước Thiên Chúa không phải là một nơi trốn nhưng là một con người. Đó chính là Đức Giêsu Kitô. Khi mà áp dụng cái điều này, khi mà nói rằng nước Thiên Chúa như là Đức Kitô, thì Đức Kitô này luôn là phải là cái đấng phải lớn lên trong cái linh hồn của chúng ta mỗi ngày. Khi mình nói đến nước Thiên Chúa ở trong tâm hồn của mình, ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta có để Đức Giêsu Kitô lớn lên mỗi ngày trong cái cuộc đời của chúng ta hay không? Như là cái bài đọc ngày hôm nay nói cho chúng ta thấy rằng hạt giống vẫn lớn lên, nước Thiên Chúa vẫn lớn lên dù chúng ta muốn hay không muốn. Hoặc là cái dụ ngôn về cái hạt cải cũng vậy, nước Thiên Chúa lớn lên đến nỗi mà chim trời có thể đến nung nấu ở dưới đó. Thì tức là nói rằng cho chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta phải làm cho Chúa Giêsu lớn lên trong cái cuộc đời của chúng ta thật nhiều. Để mỗi khi mà người ta đến với chúng ta, người ta có thể trú bóng ở dưới cái tình yêu của chúng ta. Bởi vì cái tình yêu của chúng ta dành cho họ là một cái tình yêu của Đức Kitô. Như là Thánh Phaolô nói, từ nay không phải là tôi sống mà là Đức Giêsu Kitô sống ở trong tôi. Chúng ta chỉ có hiểu cái dụ ngôn về nước Thiên Chúa chỉ khi mà chúng ta để cho Đức Kitô lớn lên trong cuộc đời của mình. Rồi cái ý nghĩa thứ hai của nước Thiên Chúa là gì? Đó là giải thích theo cái nghĩa là giáo hội học. Đó chính là nước Thiên Chúa, chính là giáo hội của chúng ta. Nhìn từ khía cạnh này thì giáo hội luôn luôn phát triển. Thì chúng ta biết làm thế nào
mà chúng ta phải đóng góp vào trong cái sự phát triển của giáo hội. Như những hạt giống có thể nảy mầm và đâm chồi và sinh hoa trái khi mà chúng ta biết tưới dồi, biết chăm sóc cho những hạt giống như vậy. Thì trong cái đời sống làm cho giáo hội tăng triển cũng vậy, mỗi người chúng ta cũng phải chăm sóc cho đức tin của mình, chăm sóc cho niềm tin của anh chị em của mình, sống một cái đời bác ái và yêu thương. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới làm cho giáo hội lớn lên mỗi ngày, để tất cả mọi người trở nên là đến trú ngụ dưới giáo hội của mình. Như là chúng ta nói rằng giáo hội công giáo là phổ quát cho hết mọi người, thì làm thế nào qua cái đời sống nêu gương của mình, đời sống bác ái và đức tin của mình, mọi người có thể đến ẩn náu trong giáo hội. Và cái điểm thứ ba, hiểu theo nghĩa nào về cái nước Thiên Chúa? Theo các giáo phụ nói, nước Thiên Chúa đó chính là cái đời sống con tim, cái đời sống thiêng liêng của mình, đời sống tâm linh của mình. Tức là làm thế nào nước Thiên Chúa, là làm thế nào cho đời sống thiêng liêng của mình, trong tương quan của mình với Chúa lớn lên mỗi ngày. Tức là ngày hôm nay tôi phải yêu Chúa nhiều hơn ngày hôm qua. Cái tương quan của tôi với Chúa nó phải mật thiết hơn ngày hôm qua. Và ngày mai cái tương quan của Chúa và tôi sẽ lớn hơn ngày hôm nay. Đó chính là những cái điểm mà chúng ta thấy rút ra từ cái tư tưởng, từ cái ý nghĩa của nước Thiên Chúa mà bài tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta. Nước Thiên Chúa phải phát triển. Hãy để cho Đức Kitô phát triển lớn lên trong cái đời sống của mình. Hãy làm việc để làm cho giáo hội phát triển. Và hãy làm thế nào đó đời sống thiêng liêng và yêu thương của chúng ta lớn lên mỗi ngày. Rồi cái điểm cuối cùng mà trong bài tin mừng hôm nay con muốn mời gọi ông bà và anh chị em suy gẫm, đó là cái câu kết là Chúa Giêsu nói tất cả mọi sự bằng dụ ngôn. Tuy nhiên, để hiểu được cái ý nghĩa của dụ ngôn thì chỉ có khi mà có thầy trò với nhau thì Chúa Giêsu sẽ giải thích. Cái điểm này rất là quan trọng. Tức là chúng ta chỉ hiểu được cái ý nghĩa về các dụ ngôn, những điều mà Chúa nói, chỉ khi mà chúng ta ở một mình với Chúa. Điều này có nghĩa là gì? Là chúng ta chìm đắm trong cái đời sống cầu nguyện. Một mình với Chúa giống như là hai người yêu nhau vậy. Khi mà họ yêu nhau trọn vẹn, họ ngồi kế bên nhau, họ thì thầm với nhau, họ nói cho nhau nghe tất cả những cái ước muốn, tất cả những cái kế hoạch trong đời sống của mình, tất cả những lời yêu thương của mình. Cũng vậy, để hiểu những cái điều mà Chúa muốn, chúng ta phải đến với Chúa như hai người yêu nhau vậy, để Chúa nói cho chúng ta biết những cái điều mà Ngài muốn trong cái cuộc đời của mình. Và làm thế nào đó để giấc mơ của chúng ta và giấc mơ của Thiên Chúa trở nên một với nhau. Ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy lớn lên trong đời sống yêu thương, lớn lên trong đời sống đức tin. Mà chúng ta chỉ có thể làm được điều đó chỉ khi mà chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi người chúng con, để chúng con có đủ can đảm bỏ đi những thói hư tật xấu, để chúng con đến với Chúa mỗi ngày, dùng thời gian của chúng con cho xứng đáng, để liên kết với Chúa, để làm cho nước Chúa mau đến. Amen. Ngày xưa ấy của thầy Chi Thánh, xin
mạng sông nào, nơi dương thế không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sông nào, nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều bóng hạt. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới. Lauda tu Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.